Đây đi, Thì mang đi. mang đi. Mới được, để con đẩy ra cho. Mới đẩy ghế được Được không? rồi, được rồi. Đã chưa nè, rồi, qua. Ăn đi, ăn được ha. Thôi thôi, ủa Trời ơi, tô phở nóng sáng ngon lành hả mà. ừ, đó Nó đó. thích không? Ăn đi. Ừ, Xong rồi con vô ngủ tiếp. ngủ tiếp đi. Mới cần lấy nước mắm không? Cần không? Em mới thử coi. Rồi chiều mùa hồi á, con tí nữa con lau cái bếp cho má. Ôi, vừa rồi. Mùa hồi tí nữa con lau cái bếp cho má. Con lau cái bếp cho nó biết sạch rồi, biết luôn. rồi, đó. Rồi 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 má được. ăn đi, má lo má ăn Đủ, đi. đủ, đủ. Nó hơi nóng mà không? Hơi nóng thôi, nhưng mà Nhưng mà hơi phải nóng. ngon, phải nóng nó mới được. Phở đâu phải nóng. Đó. Đó. Nước kia thì vừa lắm rồi, ngon. Hôm nay nó đổi giờ thì bây giờ là 7 giờ mấy đúng rồi. Chứ đúng ra bây giờ là 8 giờ mấy mà Thế nó cả. đổi giờ. Ồ vậy hả? Nó đổi giờ rồi. Rồi giờ mà có nghe nói mà không biết giờ thế nào. Rồi cái nồi, cái bình nước má thích không? Cái Nước bình nước à? chị Nga mua má thích không? Quá tốt. Tại sao vậy? Nó Thích cũng không? giống như cái kia thôi. Nhưng mà mở thích không? Nhưng mà mở thích Thích cái cái bình này, nó nó thấp thấp với mở thích. thấp. Thôi được Nó rồi. thích tại vì mỡ đâu có bao giờ mà dùng cái gì ghê gớm đâu Đúng mà phải cần nó to, rồi. Vậy thôi nó má ăn đi. cao. Chiều hôm nay con làm gì làm con chùi rửa hết tất cả, với lại cái bếp Cái á, bếp con tôi sẽ chùi mới tinh, với lại cái nắp bếp con làm mới tinh đúng hết á, rồi, cái làm bảo cái đảm bếp luôn. tôi mua. Có hai cái bếp chụp cái này làm Mà sao đừng mà lo, con làm luôn, mà đừng được. lo cái chuyện đó. Hộ cho mở cái đó này. Miếng phở đây ngon quá. Mà ăn luôn hả? Mà ăn đi. Để cho nó nguội bớt. Quá ngon luôn. Hai ba buổi sáng mà ăn tô phở gì ngon quá không á. Đúng rồi, ăn tô sáng, ăn tô thường thường người miền Bắc là ta vậy đó, ăn Người Bắc sáng mình là ăn phải một phở. tô phở, phở gà, phở. Cho thịt nhiều. Má không ăn thịt, má cứ đưa đưa dục, không cần phải nói, má cứ không ăn, má để qua bên hồi dục đi. Ăn cành, ngoài hôm qua nó có kéo ghét, có khoái không? Không, má ăn, má ăn, má lo má ăn cho con.